Alo, xin chào anh em nha. Chào mừng anh chị và bạn quay trở lại Phúc Việt ô tô cũ nha. Hôm nay em đang có mặt ở trên quận nhà bè anh em nhá, nhà bè VinFast. Để em đang vô một công ty này. Đó, em để em mua một chiếc xe chỉ có mười mấy củ khoai thôi. Phải nói là phải mười mấy củ thôi. Nhưng mà xe này được cái là về em phải dọn. Đó, dọn rửa rồi xe nó hết đăng kiểm anh chị. Xe thì máy số êm ái nhẹ nhàng. Đó, êm ái nhẹ nhàng. Đó, anh em nào mà đang có xe mà cần bán hoặc muốn bán thì có thể tới tận nơi cửa hàng bên em hoặc liên hệ trực tiếp. Hai số hotline của em Việt là 0969711 và 0969711441 và 0936793793. Hai số hotline bên em túc trực 24/24 luôn. Anh em có xe cứ gửi qua Zalo, bên em sẽ định giá rồi tới tận nơi xem xe được thì phun tiền và cái công chứng ủy quyền qua bên em thôi. Điển hình như chiếc xe này thì em xe này thì cũng ông ăn ở trên nhà bè nó đang kẹt tiền và ông muốn bán, và xe này thực ra hết đăng kiểm cho nên không ai mua. Xe này bắt buộc em về em sẽ cho lo cái phần đăng kiểm mới này. Tình trạng con xe này thì được bốn cái quả lốp và mới thay gần chục triệu này. Tay rất là dày luôn, bốn lốp thay mới gần chục triệu luôn em nhé. Rồi. Bên trong này anh em, này bên trong này, nỉ này, đó nỉ này, đó, che cái trần nỉ luôn, đó trần nỉ luôn, còn rất đẹp nhá, liền lạc, đó, thân vỏ liền lạc, đây anh em xem, này thân vỏ liền lạc nha. Xe này thì em về em sẽ đăng kiểm lại cho anh em với mức giá cũng rất hợp lý cho anh chị các bạn, và đặc biệt là biển thành phố nha, 533446. Đó, xe này thì giấy tờ ký rõ ràng cho nên không phải lo về vấn đề giấy tờ. Em đang đi ký thủ tục qua bên em nhé. Hết đăng kiểm đến mấy tháng rồi. Đó. Xe này thì tí nữa em sẽ kêu xe kéo thôi. Kêu xe kéo chạy về. Máy móc vẫn chạy bình thường, bao cho nên em chạy đường dài luôn. Em mới thử máy rồi. Côn số nhẹ nhàng, chạy đường dài ok luôn. Nhưng mà được một cái do hết đăng kiểm cho nên không dám đi xa. Em phải kêu xe vận chuyển nha anh em nhé, kêu xe vận chuyển kéo về. Đó, rồi sửa chữa dọn rửa rồi cũng như chi phí đăng kiểm bao nhiêu thì em sẽ báo cho anh em một mức giá hợp lý nhất. Về thu mua cũng rất là nhanh chóng thôi. Sáng thì anh trai anh gọi em ở hôm qua thì sẵn hẹn sáng hôm nay lên xem tình trạng xe như vậy, thống nhất giá thì hai bên thì ra phòng công chứng mình ký sang tên cho bên bán thôi, bên em thôi, cần ủy quyền thôi anh em nhé. Và hiện tại em cũng đang cần thu mua rất là nhiều mẫu xe tầm tiền từ dưới 100 hoặc dưới 1 tỷ. Đó. Có xe thì anh em cứ alo cho em. Có xe cứ alo cho em. Em sẽ tới tận nơi thu mua luôn. Đó. Với anh chị các bạn nào mà biết người thân bạn bè bán thì cũng liên hệ cho em nhé. Hoa hồng cao cho anh em. Đó, hoa hồng cao nhé. Với nhiều xe thì anh em đang vay ngân hàng. Vay ngân hàng thì không có tiền mà giải ngân ra. Ví dụ như ngân hàng cờ vẹt giữ. Trong thời gian vừa rồi thì có rất nhiều anh em chạy ráp này hoặc vay mua xe mới, vay thì vay ngân hàng gì cơ vẹt, không có tiền giải ngân ra để ký mua bán thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em là giải ngân cơ vẹt ra luôn. Đó, nhanh chóng trong ngày và ký mua bán cho bên bên em nhá. Đó thì cái đó thì thủ tục rất là cũng khá nhanh chóng, nhanh gọn thôi. Không có gì phức tạp anh chị. Rồi em sẽ quay chi tiết con xe này. Xe này em quay chi tiết rồi. Anh em nào có xe khác bán thì cứ liên hệ trực tiếp hai số hotline của em Việt nhé. Giờ thì em đang có điện thoại của anh xe kéo đang tới thì em phải ra chỉ đường ở ngoài này. Em phải ra chỉ ngoài này. Sáng em đi con Everest này nha. Đó. Đó, cực kỳ rẻ cho anh em. Rồi anh em nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em Việt nhá.